ta tiếp tục với động tác tiếp theo, căng duỗi cho cái phần chân của chúng ta. Mời bạn đứng lên đầu thẳng, chân thẳng vai, hít vào thật sâu. Bạn nâng hai tay ngang với vai của mình, từ từ đẩy hông ra sau, gập mình xuống, chống hai tay trước các ngón chân. Sau đó bạn chuyển hướng và đi bộ hai chân về phía sau, như thế chữ V ngược. Bạn nhón gót chân để tạo sự mềm dẻo cho vân và chân của chúng ta. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, nhấn gót chân xuống. Từ từ bạn hít, bạn bước chân phải lên cạnh bàn tay của bên phải, chân phải lên cạnh bàn tay phải. Sau đó từ từ bạn duỗi thẳng căng chân phải, bạn nhìn nhiều này, bạn duỗi thẳng căng cái chân phải nhẹ nhàng, gập trán xuống sát về phía chân. Chúng ta gập 5 lần. 2, hít và tiếp tục đẩy người về vị trí ban đầu. Hở ra, bạn duỗi thẳng căng chân từ bên phải, chống mặt tay xuống và ép trán. Hít, đẩy cơ thể về trước. Hở ra, tiếp tục duỗi thẳng chân và ép trán. 3, hít vào, đẩy cơ thể về trước. Hở ra, duỗi thẳng chân, ép trán. 4, hít, cơ thể về trước. Hở ra, duỗi căng chân và ép trán xuống. Nhịp cuối, hít vào và đẩy cơ thể. Hở ra, duỗi thẳng chân, đó. Đó, hóc chặt bụng, để trán và chân chạm sát nhau. Bạn giữ 10 giây nhé. Hít thở đều nào. Cố gắng bạn ép chân thẳng nhất có thể. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào và đẩy cơ thể lên. Từ từ rút chân phải ra sau, trở về chữ V ngược. Sau đó chúng ta đuổi chân. Hít, bạn bước chân trái lên cạnh bàn tay của bên trái. Đúng rồi, khở ra, duỗi thẳng căng chân trái. Đó, bạn nhìn thấy chân bị thiếu duỗi thẳng này. Sau đó bạn có thể kéo trán chạm sát chân nếu tới, tuy nhiên chưa tới cũng không sao cả. Chúng ta tập ép hàng ngày thì chúng ta sẽ nhanh chóng để trán chạm chân hơn, cho nên bạn cũng không quá nóng vội và cũng không quá nóng vì điều đó. Hít vào, đẩy cơ thể lên. Thở ra, duỗi thẳng căng chân, ép trán sát chân. 3, hít, đẩy cơ thể lên. Thở ra, tiếp tục duỗi chân thẳng, kéo trán xuống. 4, hít vào, thở ra, duỗi chân, gập trán. Nhịp cuối, 5, hít, đẩy cơ thể về trước. Thở ra, duỗi thẳng căng chân, ép trán xuống và bạn giữ ở đây, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, bạn đưa cơ thể về trước. Từ từ rút chân ra sau, trở về tư thế chữ V ngược, điều hòa hơi thở tư thế V ngược. Tư thế V ngược là một trong những tư thế mà giúp chúng ta đảo ngược quá trình lão hóa vô cùng hiệu quả. Vì vậy bạn có thể đứng thư giãn lâu hơn ở tư thế này nếu chúng ta cảm thấy dễ chịu. Hít vào và thở ra. Tiếp tục chúng ta tập ép và sọc dọc kéo dài cho đôi chân của mình. Hít vào, bước chân phải lên, bước chân phải lên. Đó. Sau đó nhé, bạn trượt dài chân về phía trước, trượt dài cái chân phải nhé, sao cho cái gót chân của mình căng ra, đúng không? Chân phải của bạn thẳng nhé. Và chân trái thì chúng ta có thể hơi chồng xuống một chút cũng được. Đó, sau đó bạn nhún này, nhún ép này. Đó, tới khi nào bạn cảm thấy chân của mình thẳng mới bắt đầu thì chúng ta cái khoảng cách để chạm sàn thì nó sẽ hơi khá xa. Tuy nhiên hàng ngày chúng ta kiên nhẫn, chúng ta sẽ thấy một ngày nào đó gần nhất chúng ta sẽ chạm được chân xuống dưới sàn. Đó, sau khi nhún khoảng từ 20 đến 30 giây chúng ta sẽ thấy phần gân rất là mềm. Thì bạn sẽ hạ đầu gối của bên chân trái xuống, ngửa lòng bàn chân lên và từ từ chúng ta nhấn cái phần đùi của bên phải xuống. Được chưa? Hít thở đều, sau đó bạn ép nhấn xuống và bạn giữ ở đây chừng 10 giây. 10, 9, nếu bạn chưa xuống được thì bạn vẫn tiếp tục nhún. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó bạn chống tay, bạn co cái chân và chống mũi chân trái để rút chân phải trở về
sau, tư thế chữ T ngược. Sau đó bạn thư giãn chừng 5 giây, hít thở đều. Tiếp tục với bên chân trái, hít vào, bạn bước chân trái lên cạnh bàn tay trái. Sau đó chúng ta trượt dài chân trái về trước nhé. Trượt dài và duỗi thẳng chân, nhớ cái gót chân căng và chân trái cần được duỗi thẳng. Bạn nối và ép, thở đều chừng 20 đến 30 giây. Tiếp tục nối. Sau đó cảm giác cái phần gân chân khá mềm mại rồi thì bạn sẽ hạ gối của mình vào xuống nửa lòng bàn chân và hít vào sâu, thở ra, nhấn chân xuống chạm sàn. Ok, chúng ta giữ và hít thở đều. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 và 1. Sau đó bạn chống tay và từ từ co rút chân trở lại vị trí ban đầu, chữ V ngược, hít thở đều, điều hòa hơi thở, hít vào thật sâu, thở ra, thở chậm. Sau đó chúng ta tiếp tục với tư thế chim bồ câu. Từ từ bạn hít, bạn co chân phải lên này, chân phải, bàn chân của bên phải cách cái cổ tay của bên trái chừng 20 cm, và bạn hạ đầu gối bên phải xuống, duỗi dài chân trái, duỗi dài chân trái. Nâng cơ thể đó, ta có thể quay nhẹ người sang bên trái và chúng ta kéo cái chân trái lên, nắm lấy vu bàn chân bên trái để chúng ta ép chân xuống sát mông nhé. Bạn giữ này, 1 2 3 4 5, bạn nhấn chặt chân xuống sát phần lưng của mình. Bạn giữ thở đều 5 giây, 5 4 3 2 và 1. Sau đó thả lỏng cho chân và từ từ bạn cài cái mu bàn chân của bên trái vào khuỷu tay của bên trái. Sau đó bạn có thể chắp hai tay lại từ phía trước ngực của mình, hít thở đều, hoặc bạn sẽ vươn tay lên để chimura, mắt nhìn thẳng, 5 4 3 2 và 1. Thở ra, bạn hạ tay xuống, duỗi dài chân trái ra và chúng ta nằm cơ thể lên trên chân của bên phải, thư giãn thả lỏng cuộc sống, chán chạm xuống, hít vào thật sâu, thở ra. Từ từ bạn hít vào, bạn nâng cơ thể lên, chống tay về phía trước và sau đó bạn chống chân trái và nhẹ nhàng nâng hông lên, trở về tư thế chữ V ngược. Sau đó chúng ta đổi chân, bạn co chân trái lên, bàn chân của bên trái cách cái cổ tay khoảng 20 cm, hạ đầu gối xuống, duỗi dài chân phải ra sau. Một, bạn nhớ đi trở về, 2 3 4. Nhấn chặt 5 4 3 2 và 1. Từ từ đặt cài mu bàn chân của bên phải vào khuỷu tay của bên phải. Sau đó chúng ta có thể chắp hai tay lại hoặc bạn để chimura vươn về phía trước, hít thở đều và giữ. 5 4 3 2 1. Sau đó bạn duỗi dài phía chân phải, thả lỏng toàn bộ cơ thể lên trên đùi trái và bạn thư giãn thả lỏng cho sự sống. Hít vào thật sâu, thở ra, hít bụng phình đi, thở ra. Từ từ bạn chống tay, chống chân phải và nâng cơ thể vào vị trí ban đầu, chữ V ngược, tiếp tục điều hòa hơi thở. Sau đó bạn hạ đầu gối xuống, từ từ hạ mông, hạ trán, tư thế em bé để xoa dịu cho vùng lưng, vùng vai và chân của mình, thư giãn cho bộ não và cung cấp máu về não và khuôn mặt chúng ta được hồng hào sáng đẹp. Tiếp theo bạn nhẹ nhàng cuộn từng bước sống lên, đầu lên sau cùng, nâng cơ thể lên
Và chúng ta từ từ nằm xuống. Chúng ta nằm xuống, duỗi hai chân thẳng ra, cơ thể hạ xuống và tư thế cuối cùng nâng hai chân tạo sự săn chắc cho vùng bụng. Tay bạn mở xương ngang hoặc cách cơ thể 50cm, động cằm xuống, bạn kéo căng gót chân ra, hướng ngón vào trong siết chặt hai chân lại, nhấn chặt lưng xuống sàn, hít vào, bạn nâng hai chân lên 90 độ thẳng căng đầu gối, thở ra, bạn hạ chân xuống, hai, hít, bạn nâng chân lên, thở ra, hạ xuống, chúng ta tập 10 nhịp, 3, hít chân lên, thở ra, từ từ hạ xuống, 4, hít, bạn nâng chân lên, thở, hạ xuống, 5, hít vào, thở ra, 6, hít chân lên, thở, bạn hạ xuống nhưng không chạm sàn nhé, 7, hít chân lên, thở ra, từ từ hạ xuống, 8, hít vào, thở ra, 9, hít chân lên, thở ra, hạ xuống, và nhịp cuối 10, hít chân lên, thở ra, bạn thật chậm rãi, hạ chân xuống, co hai chân lại sát về phía ngực, ôm lấy chân, và chúng ta lắc lư sang hai bên, thư giãn thả lỏng cho thắt lưng của mình. Từ từ bạn duỗi thẳng hai chân, mở rộng chân sang hai bên huyết thảm, tay xuôi theo thân, hoặc hạ xuống, hít vào, cuộc phình nhẹ, thở ra. Bạn đã từng có một vòng eo, một thân thể khiến bạn hiện diện một cách giới hạn, và nó hạn chế bạn trải nghiệm thế giới một cách đầy đủ nhất. Bạn đã gặp khó khăn trong việc lựa chọn trang phục, cũng như sự di chuyển của sự vận động của cơ thể. Bạn cảm thấy thất vọng vào thời điểm đó. Bây giờ bạn muốn thay đổi điều đó, và bạn có thể hiện diện tự tin khắp mọi nơi như bản chất đẹp vốn dĩ của nó, và có thể trải nghiệm mọi điều với vòng eo nhỏ gọn, thân hình cân đối và bộ não bình an của bạn đầy đủ nhất. Bạn đã có một cơ thể hoàn hảo, cân đối từ khi sinh ra và đã tận hưởng tối đa mọi trải nghiệm của bạn, cho đến khi có một điều gì đó xảy ra đã để lại dấu ấn gây ảnh hưởng đến vòng eo và thân hình của bạn. Vô thức của bạn đã giúp bạn thoát khỏi những trải nghiệm đó đến tận bây giờ. Bạn hãy cảm ơn vô thức của bạn. Cảm ơn vô thức của bạn. Cảm ơn vô thức của bạn. Bây giờ bạn đang bước tiếp đến tương lai. Khi bạn đang bước đến tương lai, vô thức làm ơn hãy hỗ trợ bạn trong việc tái tạo một thân hình thanh thoát với vòng eo mỏng gọn, hoàn hảo trở lại. Bạn đang có một thân hình hoàn hảo. Bạn mặc mọi trang phục đẹp mà bạn yêu thích. Bạn tự tin xuất hiện ở khắp mọi nơi với thân hình uyển chuyển, nhẹ nhàng, đầy cuốn hút. Vòng eo của bạn giờ đã trở về với chỉ số 60cm. 60cm vòng eo của bạn. Cơ thể bạn thật khỏe mạnh, cân đối.
bạn yêu thích việc giao tiếp với nhiều người, bạn tự tin với hình thể cân đối của mình. Bạn tán dương vẻ đẹp của bạn để tận hưởng những trải nghiệm của bạn và tận hưởng thế giới thông qua một cơ thể cân đối, trẻ khỏe. Bạn có một vòng eo thon nhỏ, cơ thể hoàn hảo, cân đối. Bạn có khả năng tưởng tượng hoàn hảo tất cả những điều bạn tạo ra cho mình. Trí tưởng tượng của bạn cực kỳ sống động. Mọi thứ bạn tạo ra với cơ thể của bạn đều trở thành hiện thực ngay lập tức. Bạn được thiên phú cho một vòng eo nhỏ gọn với chỉ số 60 và cơ thể cân đối hoàn hảo. Cảm ơn vô thức của bạn. Cảm ơn vô thức của bạn. Cảm ơn vô thức của bạn. Thấy thế nào thì nhớ hãy chia sẻ những cái cảm giác và cái trải nghiệm khi tập và cái kết quả cho cơ thể thu gọn và vòng eo đẹp như thế nào với Nguyễn Hiếu để Nguyễn Hiếu có thêm động lực sản xuất những cái chương trình tiếp theo có hữu ích hơn nữa cho nhiều người bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những bài tập tiếp theo. Om Namah Shivaya.